kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ 6 ngày 26 tháng 1. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay 26 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trường đoàn, đã đến thăm, tặng quà Tết một số gia đình người hoạt động kháng chiến đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc và đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đoàn đến thăm tặng quà các gia đình ông Hà Văn Tích, tổ 1 phường Hòa Trung, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, bà Trương Thị Dung, tổ 1 phường Sông Bằng, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, ông Dương Văn Tó, tổ 1 phường Ngọc Xuân, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba. Tại những nơi đến tặng quà, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp to lớn của gia đình người hoạt động kháng chiến đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tích cực đóng góp xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái của dân tộc, quan tâm hơn nữa cả về vật chất và tinh thần để các gia đình có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trước mắt là đón Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi đầm ấm. Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm chúc Tết tặng quà các đơn vị, ban chỉ huy quân sự thành phố, công an thành phố và bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Tại các đơn vị, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ các đơn vị góp phần cùng tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023. Đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn Giữ gìn an ninh trật tự dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán, duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo Tết cho cán bộ chiến sĩ, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng chức năng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Nhân dịp năm mới 2024, chúc cán bộ chiến sĩ các đơn vị mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu cao bằng, có Đại tá Đàm Minh Tuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. <laughs> Trong năm 2023, các cơ quan đơn vị và nhà trường đã chủ động tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển sinh quân sự. Các địa phương đơn vị tổ chức sơ tuyển đúng thời gian quy định. Các trường tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và tổ chức xét tuyển đại học cao đẳng nghiêm túc đúng quy chế và tổ chức tuyển sinh các loại hình còn lại chặt chẽ đúng quy chế đúng thời gian quy định. Đối với tỉnh Cao Bằng có 139 thí sinh trúng tuyển, trong đó 101 thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học, một thí sinh trúng tuyển vào trường cao đẳng và 36 thí sinh trúng tuyển vào các trường trung sơ cấp. Phát biểu kết luận hội nghị, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan đơn vị nhà trường trên cơ sở tuyển sinh của Bộ Giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai đề án tuyển sinh phù hợp với đặc thù của quân đội, làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp phối hợp với các cơ quan đơn vị truyền thông, các nền tảng mạng xã hội đưa công tác tuyển sinh quân sự tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân. Ngày 26 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận kinh phí do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Dự chương trình có đồng chí Bế Minh Đức, tỉnh Ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Theo đó, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận 7,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Agribank Cao Bằng để thực hiện xóa nhà tạm nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc thực hiện tốt chuyên môn, Agribank Cao Bằng luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội. Năm 2023, Agribank chi nhánh Cao Bằng đã hỗ trợ 9 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, bao gồm 5 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát, trên 3 tỷ hỗ trợ công tác giáo dục y tế và trao quà Tết. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bế Minh Đức, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Cao Bằng có tỷ lệ hộ nghèo cao, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về nhà ở. Mong muốn thời gian tới, Agribank Cao Bằng tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xóa 100% nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 khu vực giáp danh cụm 4 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn. Trong năm 2023, lực lượng công an các cấp ở địa bàn giáp danh đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết triệt đề các vụ việc, vụ án tình hình an ninh trật tự trên địa bàn giáp danh được giữ vững và ổn định, không có vụ việc phức tạp kéo dài, không có điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Tại các địa bàn giáp danh đã làm tốt công tác trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết các vụ việc. Cấp ủy chính quyền địa phương khu vực giáp danh triển khai thực hiện thống nhất nội dung, quy chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023 đồng thời bàn giao cụm trưởng và chủ trì giao ban năm 2024 cho huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn. Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, lãnh đạo huyện Quảng Hòa đi kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc tại hai xã Độc Lập và Cai Bộ. Tại các hộ chăn nuôi, đoàn đã kiểm tra hệ thống chuồng trại, qua kiểm tra, cơ bản người dân nâng cao ý thức phòng chống đói rét cho châu bò, đáp ứng được yêu cầu giữ ấm cho đàn gia súc trong mùa đông. Đoàn khuyến cáo các hộ thực hiện tốt vệ sinh chuồng trại thường xuyên, luôn giữ nền chuồng khô ráo, không để châu bò nằm trên nền chuồng ấm ướt. Việc dự trữ thức ăn sẽ giúp người dân chủ động hạn chế việc thả gia súc, đặc biệt vào những ngày rét đậm rét hại, sương muối, mưa phùn kéo dài. Đề nghị lãnh đạo xã tuyên truyền vận động người dân tăng cường thức ăn tươi gắn với tinh bột, phòng chống rét đậm rét hại cho đàn châu bò. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, sáng ngày 26 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Năm 2023, Tổng cục 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiều mặt công tác xuất sắc, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ra các quyết sách đúng đắn, không để bị động bất ngờ về chiến lược. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của lực lượng tình báo quốc phòng Việt Nam anh hùng, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng trân trọng chuyển lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc năm 2024 sẽ đạt thành tích cao hơn năm 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến lực lượng tình báo chiến lược, lực lượng trọng yếu, tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và quân đội. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh hoạt động của lực lượng tình báo luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng mà thường xuyên trực tiếp là quân ủy trung ương bí thư quân ủy trung ương và bộ quốc phòng công tác tình báo phải nhìn ra trông rộng có tư duy đổi mới tầm nhìn chiến lược nắm chắc tình hình bám sát mục tiêu đối tượng địa bàn phương thức hướng hoạt động đồng thời phải luôn xác định trong chiến tranh phải chiến đấu bằng được để có hòa bình nhưng trong hòa bình phải nghĩ đến có thể có chiến tranh để chuẩn bị cao hơn tốt hơn sẵn sàng chiến đấu tham mưu cho Đảng nhà nước không bị động bất ngờ về chiến lược. Thủ tướng đề nghị tình báo quốc phòng quán triệt thực hiện nghiêm túc lời căn dặn và yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là bất luận trong hoàn cảnh nào, tình báo quốc phòng cũng chỉ được phép ngày càng mạnh lên. Sau chỉ đạo của Bộ giao thông vận tải, nhiều giải pháp đang được thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa từ hệ thống cảng biển Việt Nam đi quốc tế. Trước tình trạng giá cước vận tải container tăng cao vì xung đột trên biển Đỏ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nhiều giải pháp đang được thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa từ hệ thống cảng biển Việt Nam đi quốc tế. Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 26 tuyến vận tải đi châu Âu, châu Mỹ do khoảng 10 hãng tàu nước ngoài đảm nhận. Xuất phát từ các bến cảng lạch huyện Hải Phòng và cái mép Thị Vải, Bà Rịa Vũng Tàu. Sau chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải đã giao các chi cục tại Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra kê khai và niêm yết giá cũng như các khoản phụ thu đối với hàng container. Ngoài ra kiểm soát ổn định các giá dịch vụ khác trong giai đoạn thị trường biến động. Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, giá cước vận tải container đã tăng gấp đôi đối với tuyến đi châu Âu và tăng đến 60% với hàng đi Mỹ so với cuối năm ngoái việc triển khai các giải pháp nhằm mục tiêu ổn định sản lượng hàng hóa, lịch trình giao hàng và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024. Theo báo cáo tình hình dịch bệnh của Cục Y tế dự phòng, trong năm 2023, số mắc các bệnh truyền nhiễm đều giảm, tuy nhiên ghi nhận số sốt xuất huyết gia tăng tại Hà Nội vào thời gian không phải thời điểm thường gia tăng ca bệnh bệnh bạch hầu ghi nhận 57 ca mắc xảy ra cục bộ tại một số địa phương khu vực miền núi phía Bắc. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể JN.1. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, các bệnh đường hô hấp cúm mùa cũng phát sinh nhiều trong thời điểm cuối năm. Thành phố Hà Nội thời gian qua cũng ghi nhận sự gia tăng bệnh nhân mắc cúm A, cúm B. Trong dịp Tết sắp tới, nhu cầu giao thương du lịch ngày càng tăng. Đồng thời đây cũng là thời điểm thời tiết có nhiều khắc nghiệt, biến đổi thất thường. Đây là các tác nhân làm gia tăng bệnh đường hô hấp, đặc biệt ở người già, người có bệnh mãn tính, trẻ em. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, bám sát các diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, động mùa khỉ, sốt sốt huyết, tay chân miệng, bạch hầu. Các địa phương cũng cần đánh giá, phân tích, nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh để tham mưu các biện pháp ứng phó phù hợp. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Cả nước có 5.812 thí sinh đến từ 70 đơn vị tham gia dự thi ở 12 môn thi Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc. Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.359 thí sinh, đạt giải, chiếm 55,79%. So với năm học 2022-2023, số lượng thí sinh tham gia dự thi là 4.589 thí sinh, có 2.283 thí sinh đạt giải, chiếm tỷ lệ 49,75%. Trong số các địa phương, Hà Nội dẫn đầu với tổng số 184 thí sinh đoạt giải, thành phố Hồ Chí Minh là 110 em, tiếp đến là Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, lần lượt 98, 90 và 89 em được giải. Công tác chấm thi đã được Bộ Giáo dục đào tạo tổ chức theo đúng quy định của quy chế thi, đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng. Theo quy định của quy chế thi, trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả, thí sinh được quyền đề nghị phúc khảo bài thi. Cũng từ năm nay, bên cạnh việc cấp giấy chứng nhận cho các học sinh đoạt giải, các học sinh còn lại cũng được ghi nhận bằng giấy chứng nhận đã tham gia kỳ thi. Quy định về số học sinh đạt giải năm nay tăng lên 10% so với năm ngoái đã động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện. Kết quả chấm thi và xếp giải cho thấy, số học sinh đạt giải năm nay đã phủ đều ở tất cả các địa phương trên cả nước. Một số địa phương miền núi biên giới có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn nhưng bắt đầu đã có những học sinh đạt thứ hạng cao nhất trong kỳ thi. Theo kế hoạch tháng 3 năm 2024, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024 đối với các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học. Chuyển sang tin quốc tế, nhà chức trách Australia vừa lên tiếng cảnh báo người dân về các trường hợp tội phạm sử dụng công nghệ giả giọng nói để lừa đảo qua điện thoại. Theo giới chức Australia, tội phạm đang sử dụng công nghệ tân tiến nhất để lợi dụng những bậc cha mẹ nhẹ dạ cả tin. Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra những cuộc điện thoại này chỉ với 3 giây video, thường được trích xuất từ tài khoản mạng xã hội hoặc từ tin nhắn thoại của người dân. Công nghệ lừa đảo này thực ra cũng đã xuất hiện ở Việt Nam khi các đối tượng giả tiếng và cả hình ảnh của công an hay người thân để yêu cầu người dân chuyển tiền. Cần lưu ý là nếu các cơ quan chức năng như cơ quan công an muốn làm việc với công dân thì sẽ có giấy mời chứ không thể chỉ qua một cuộc gọi điện thoại. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.